nếu trong cuộc đời con bỏ Ngài thì lạy Chúa con biết theo ai. Đường trần gian mây mờ giăng lối, con bơ vơ giữa chốn mù khơi, như cánh chim xa đàn biết bay về phương nào giữa biển rộng trời cao. Không có Chúa trong đời, như nắng xuân phai màu, cuộc đời là khổ đau. Thế gian gọi mời con bỏ Ngài thì lạy Chúa con sẽ ra sao? Ngàn khổ đau ai người nâng đỡ, trong đơn côi khóe mắt lệ rơi, hiu hắt trong u sầu, mất đi niềm hy vọng giữa dòng đời ngược xuôi. Không có Chúa bên đời, lê bước chân ra rời, giật giật tìm về đâu. Lạy Chúa con bỏ Ngài thì biết đến với ai, vì Ngài có những lời ban sự sống muôn đời. Lạy Chúa xa cách Ngài đời còn nghĩa lý chi, chỉ Ngài là đấng cứu độ, là đấng con tôn thờ. Gian gọi mời con bỏ Ngài thì lạy Chúa con sẽ ra sao? Ngàn khổ đau ai người nâng đỡ, trong đơn côi khóe mắt lệ rơi, hiu hắt trong u sầu, mất đi niềm hy vọng giữa dòng đời ngược xuôi. Không có Chúa bên đời, lê bước chân ra rời, giật giật tìm về đâu. Lạy Chúa con bỏ Ngài thì biết đến với ai, vì Ngài có những lời ban sự sống muôn đời. Lạy Chúa xa cách Ngài đời còn nghĩa lý chi, chỉ Ngài là đấng cứu độ, là đấng con tôn thờ. Lạy Chúa con bỏ Ngài thì biết đến với ai, vì Ngài có những lời ban sự sống muôn đời. Lạy Chúa xa cách Ngài đời còn nghĩa lý chi, chỉ Ngài là đấng cứu độ, là đấng con tôn thờ. Chỉ Ngài là đấng cứu độ, là đấng con tôn thờ.